mấy con, khó đánh quá anh ạ. Được mấy con? 2, 4, 6, 8, 10 con tròn anh ạ. Đấy, bác nào mua keo thì liên hệ nhé. Cái keo này siêu chịu nhiệt luôn, đánh được cả trời nắng với cả trời râm mát như hiện tại này. Đấy, nhưng qua thời tiết ở ngoài miền Bắc thì 40 độ đánh vẫn ok anh ạ. Đấy, còn tiếng tăm thì bên cơ sở anh em là hỗ trợ cho các bác đánh nhé. Cái keo này nó là keo mủ, hàng này thì chuyên đánh xẻ và đánh khuyên. Đấy, và đặc biệt là anh em thợ đánh phóng sinh là sử dụng keo này rất là nhiều. Bây giờ gỡ xuống để cho các bác xem nhé, đổ keo dốc lông như thế nào nha. Đây, xuống gỡ chim cho các bác xem này, cả xe già luôn. Đàn này chắc nó chỉ lên được một lửa anh nhỉ. Người bạn ngủ đông lắm anh ạ. Keo này đánh tầm 100 chim không phải làm lại keo anh ạ. Đánh phóng sinh thì các bác cứ cầm cả người con chim các bác giật ra. Đấy, đừng để cho lông nó dính vào này. Rất là dễ. Đấy, bóc kèo, bóc con dốc ra này. Đây anh em này, độ dốc lông của keo này các bác này. Đó. Đây. Dọc lồng này anh em này. Kéo này. Đó, nhẹ phát, nhẹ tay là ra này. Nó không bị dính như những keo khác. Đấy. Keo này thì được anh em ủng hộ nhà em rất là nhiều. Nó rất là tốt anh em này. Đấy. Keo tốt hay không thì khi các bác đánh con chim nó không bị rớt. Cái thứ hai nữa là lông nó dốc. Giật đến đâu sạch đến đấy luôn. Đơn giản anh em ạ. Đánh tầm hơn 100 chim chúng ta phải làm lại keo. Những phần lông bụng của những con chim nhỏ ấy, ví dụ con tạch tạch, chim sâu nó vào thì hơi bết tí anh em. Nhưng anh em cách khắc phục thì anh em mang cái máy khò thì anh em khò. Đàn này có mười mấy con ra thì bắt được 40, còn sót mấy con này. Đây, chim. Ok nhé, bác nào mua keo liên hệ cho em. Chào các bác.